bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với những tin tức mới nhất về Harry Won và Trấn Thành. Harry Won khiến Trấn Thành hết hồn, hội bạn phải giật mình khi chi hơn 1 tỷ mua hàng hiệu khủng tặng sinh nhật chồng. Sinh nhật của Trấn Thành trôi qua được hơn 2 tuần nhưng đến nay Harry Won mới có thời gian đi mua quà mừng tuổi mới ông xã. Được biết vì lịch trình làm việc bận rộn ở Hàn Quốc và Việt Nam nên thời gian qua giọng ca anh cứ đi, không thể ở bên Trấn Thành thường xuyên. Để món quà sinh nhật muộn thật ý nghĩa, Harry mạnh tay chi tận hơn 1 tỷ đồng mua chiếc đồng hồ mạ vàng, đính kim cương thuộc thương hiệu nổi tiếng thế giới tặng Trấn Thành. Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ ca sĩ không giấu được hào hứng. Cuối cùng mua được quà sinh nhật cho chồng. Ở phần bình luận bài đăng, những người bạn thân của vợ chồng Harry Won, Trấn Thành như anh Đức, Hoa hậu Thu Hoài vô cùng bất ngờ trước món quà giá trị này. Ngay cả Trấn Thành cũng thừa nhận hết hồn vì độ chịu chi của bà xã khi trò chuyện với Hoa hậu Thu Hoài. Có thể nói, với các mỹ nhân vi biết, việc chi vài trăm triệu hay tiền tỷ mua sắm đồ hiệu không còn là chuyện lạ. Tuy nhiên với Harry Won thì là câu chuyện đáng chú ý, bởi từ trước đến nay cô luôn nổi tiếng là người đẹp chi li về vấn đề tiền bạc. Không chỉ bị đồng nghiệp ekip thường xuyên tố keo kiệt, Harry Won từng bị ông xã Trấn Thành bóc mẽ chuyện o ép tiền bạc quá mức khi cả hai về chung nhà đến nay. Thu Minh gây sốc khi tặng quà sinh nhật gần 50 triệu cho Trấn Thành. Danh hài kiêm MC nổi tiếng vừa khoe món quà sinh nhật đắt đỏ mà đàn chị tặng cho mình. Trấn Thành của bà xã Harry Won cùng bạn thân trải qua sinh nhật đầy ý nghĩa tại Hàn Quốc. Nhóm bạn này liên tục khoe ảnh hài hước và đáng yêu trên trang cá nhân khiến ai cũng ghen tị. Dù không thể đi du lịch cùng Trấn Thành nhưng Thu Minh gửi tặng quà sinh nhật, nhìn thôi cũng mát lòng mát dạ. Nam MC vừa khoe hình ảnh lên đồ sành điệu cùng món quà đàn chị tặng mình. Đó là chiếc túi sách Dior dòng Seddo đang được ngôi sao trong nước và quốc tế ưa thích. Mẫu túi cỡ trung bình giá dao động từ 2.350 đến 8.500 đô la Mỹ, tức từ 53,4 triệu đến 193,2 triệu đồng. Đúng là xứng danh chị đại, liệu ai dám qua mặt. Trong sự nghiệp của tôi có nhiều cột mốc, bài hit tạo nên dấu ấn trong thị trường âm nhạc. Mọi người ưu ái gọi tôi là nữ hoàng nhạc dance, không phải vì tôi nhảy giỏi, xinh đẹp, sexy hơn các ca sĩ khác, mà vì tôi đã mở màn cho xu hướng nhạc dance tại Việt Nam. Được biết Trấn Thành và Thu Minh là hai người bạn thân thiết, Trấn Thành từng nhận mình là fan Thu Minh ngay trong buổi họp báo ra mắt live show của nữ ca sĩ, nên mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của cả hai rất tốt đẹp. Nhiều lần Trấn Thành biết tranh thủ bóc phốt đàn chị khi kể chuyện Thu Minh thường xuyên comment dạo trên mạng xã hội. Con người này trên Facebook kêu trời này trói nọ, bảo là cấm Facebook, làm dự án khủng khiếp nhưng sơ hở đi quay là chụp ngay điện thoại. Bà không có Facebook bà chết, không có ngôi sao nào như bà hết. Vô bất cứ status nào của mọi người cũng comment một lần 4-5 cái. Chị thích mẫu quần này nè, em mua ở đâu vậy? Quán này ở đâu ngon vậy? Mày chỉ chị đi xin. Không có ngôi sao nào sống vì Facebook như bà này nha. Thu Minh phản pháo. Ê mày, tao mới có Facebook mấy tháng nay thôi. Trấn Thành tiếp tục xỉa sói. Cái dòng Facebook nhà quê có mấy tháng nay chơi bù cho nửa kiếp. Hồi xưa người ta chơi quá trời, chán chê rồi, giờ bà mới biết. Thu Minh lại tiếp tục. Mới chụp tấm hình, đang chỉnh màu mà. Nam danh hài không tha cho cô. Cùng một kiểu tạo dáng chụp 8 tấm, xong mới lựa dần dần chỉnh màu. Sau đó hỏi, em ơi, chị nên đăng status A hay status B? Người ta nói nên đăng B, nhưng lát sau bà quên, bà đăng A. Chốt lại của bóc mẽ, Trấn Thành bảo, quản lý của chị đã giao cho em tịch thu dự án quan trọng. Thu Minh được nhận xét là dễ thương khi ngây thơ bật mí phải chỉnh màu ảnh kỹ lưỡng, suy nghĩ status trước khi đăng lên mạng xã hội. Nỗi khổ của Trấn Thành và Trường Giang sau khi kết hôn với vợ xinh đẹp nổi tiếng. Là một trong số những nghệ sĩ kiếm tiền khủng nhất nhì showbiz Việt, nhưng kể từ khi kết hôn, Trấn Thành và Trường Giang thường xuyên rơi vào cảnh không có tiền trong túi. Năm 2017, Trấn Thành và Harry Won chính thức trở thành vợ chồng. Chồng là MC, diễn viên hài có tiếng của showbiz, còn vợ là nữ ca sĩ xinh đẹp, đắt show MC. Cặp đôi nhanh chóng trở thành gia đình vàng của làng giải trí. Sau khi kết hôn, cả hai ngày càng nổi tiếng và đắt show hơn. Không quá khi nói rằng họ sở hữu những khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, Trấn Thành tiết lộ dù cày show tới quên ăn quên ngủ, nhưng anh thường xuyên rơi vào cảnh thiếu tiền.
Nguyên nhân là vì sau khi cưới, Harry Won thắt chặt chi tiêu. Cô giữ toàn bộ tiền và chỉ phát cho chồng mỗi ngày 2 triệu đồng. Thậm chí có hôm cô còn quên không đưa tiền vào ví chồng, khiến anh không đủ tiền trả taxi. Trần Thành nhiều lần xỉ vả và kêu trời vì thói quen tiết kiệm quá mức của bà xã. Thậm chí anh không ngại đem chuyện vợ keo kiệt làm chất liệu tấu hài trong một số game show, video clip. Câu chuyện Trần Thành thường xuyên thiếu tiền sau khi kết hôn được nhiều bạn bè trong giới đem ra trêu chọc ngay trên các sân khấu mà nam MC tham gia. Năm 2018, sau nhiều sóng gió, cặp đôi Trường Giang Nhã Phương cuối cùng đánh dấu chuyện tình cảm của mình bằng một đám cưới xa hoa lộng lẫy. Hơn 2 năm kể từ khi chính thức trở thành vợ chồng, cặp đôi hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Và đến khi quý tử đầu lòng đã cứng cáp, Trường Giang Nhã Phương hé lộ rằng hôn nhân đã thay đổi họ rất nhiều. Tuy nhiên cũng như Trấn Thành, dù là một MC, diễn viên hài nổi tiếng, vô cùng đa show, nhưng từ ngày lấy vợ, Trường Giang không còn được tiêu xài thoải mái như trước đây. Cuối năm 2019, Trường Giang tiết lộ, từ ngày trở thành chồng Nhã Phương, anh không biết đến tiêu tiền. Trường Giang đi diễn có bao giờ biết cắt xê đâu, toàn bộ là anh trai của tôi giữ hết. Sau đó đến tháng, anh trai chuyển tiền cho vợ tôi không biết đến tiền. Mới đây nhất, khi làm MC cho một game show, Trường Giang hài hước năn nỉ khán giả cho anh mượn tiền vì từ khi lấy vợ xong không còn một cắc. Harry Won tiết lộ tật xấu của Trấn Thành, vô duyên lắm. Chưa người đàn ông nào nói với tôi như thế. Tôi luôn nhắc Trấn Thành phải là số 1 là sao hạng A, siêu sao thì mới được, Harry Won chia sẻ. Mới đây tại chương trình Khách đến chơi nhà, Harry Won chia sẻ nhiều điều tốt trong mối quan hệ giữa mình và Trấn Thành. Trấn Thành vô duyên lắm, chưa người đàn ông nào nói với tôi như thế. Trấn Thành có một khả năng đặc biệt, như tôi ít khi dùng điện thoại hoặc đi quay là tắt điện thoại luôn. Riêng Trấn Thành luôn mang điện thoại theo, dù bận đến mấy, vừa có thể trao đổi công việc, vừa check tin nhắn điện thoại. Tôi rất nể anh ấy ở chuyện đó, tôi không thể làm được như thế. Hồi xưa anh Thành chú ý tới tôi nhiều hơn, giờ thì ít hơn nhưng vẫn nói chuyện nhiều. Tôi và Trấn Thành nói chuyện quá hợp nhau. Nhiều bạn tôi cứ hỏi nên quen đàn ông như thế nào. Tôi thấy cần phải nói chuyện hợp, gu hài hước giống nhau. Tiếp đó là ăn uống hợp, chỉ cần hai người có cái đó thôi nếu kéo được 5%. Tôi nhớ hồi tôi quay bệnh viện ma, tôi mập tới mức hai chân to đùng. Trấn Thành nói với tôi nghề này không được phép mập và còn khuyên tôi giảm cân. Nhưng ngược đời ở chỗ, anh ấy vừa cho tôi ăn cơm sườn và sinh tố xong, quay ra bảo sao em béo thế như con voi vậy. Nghe xong câu đó tôi không nghe được, vô duyên ơi là vô duyên. Hồi đó Trấn Thành vô duyên lắm, chưa người đàn ông nào nói với tôi như vậy. Anh Thành lúc nào cũng nói tôi là đứa giải trí của anh, không có tôi là không được. Chồng tôi còn bảo tôi dữ lắm. Vừa qua tôi lần đầu diễn xuất bằng tiếng Hàn trong bộ phim do ekip Hàn Quốc sản xuất cùng các diễn viên Hàn. Điều này khiến tôi tự tin hơn, chứ mọi lần đóng phim Việt tôi lo lắng không biết có thuộc thoại nó đúng thoại không. Trước đây tôi toàn vào vai hiền, ngoan ngoãn, trong khi bản thân tôi rất muốn đóng vai ác hoặc man. Nhưng trong phim này, tôi được đóng vai giả trai nên rất thích. Ekip Hàn Quốc cũng yêu thương, ủng hộ tôi. Tôi đã đóng xong rồi, nhưng có vẻ phim chưa được duyệt nên chưa biết ngày nào phim phát sóng. Trong phim này, tôi không đóng cảnh nóng, nhưng ấm áp thì cũng có. Bà diễn cùng tôi ngây thơ quá. Dù đây là thành viên trong nhóm SS501 nổi tiếng đình đám một thời, tôi cảm giác như đang làm mẹ hay làm chị gái của bạn này, dù bằng tuổi chồng tôi. Bạn này tính lành tính, tốt bụng, không bao giờ nói tiêu cực nên tôi không dám nói thẳng vì sợ bạn ấy bị tổn thương. Có một cảnh tôi phải hôn bạn đó, bạn ấy nói từng đóng nhiều phim hôn nhau nên tôi cứ tưởng có kinh nghiệm nhưng ai ngờ chẳng có gì. Còn tôi thì không ngây thơ vì tôi đã lấy chồng. Hoặc có thể do bạn đó sợ tôi nên không dám làm gì. Tôi nghĩ vậy nên tự chủ động hôn bạn ấy. Mọi người cứ mặc định tôi yếu đuối nhưng tôi rất dữ, mạnh mẽ nên vào vai tự làm hết. Chồng tôi còn bảo tôi dữ lắm. Tôi và Trấn Thành không ghen tuông nhau kiểu đó. Chồng tôi cũng biết tôi phải đóng cảnh hôn trong phim nên có bàn bạc, khuyên tôi nên làm thế này thế kia. Cả hai chúng tôi đều biết đó là công việc nên không ghen tuông gì. Tôi và Trấn Thành không ghen tuông nhau kiểu đó. Nhiều người hỏi sao đóng cảnh hôn mà kể với nhau được, nhưng chúng tôi vẫn chia sẻ, góp ý cho nhau. Chúng tôi tách được công việc và ngoài đời. Bản thân tôi còn bảo Trấn Thành, nếu đóng cảnh nóng là phải đóng đạt, nếu ở ngoài đời là chết với tôi, còn trong phim thì phải vậy. Bởi vậy nên, anh Thành còn cho tôi coi cảnh hôn của anh luôn. Tôi phải coi, cua lại vợ bầu mấy lần liền. Lúc đầu thì không sao, chứ về sau tôi khó chịu, vì anh cứ bắt tôi nhìn cảnh hôn. Hai vợ chồng tôi ít nấu ăn lắm, chắc 2 tháng mới nấu mì một lần.
Bình thường chúng tôi không vào bếp vì đến nhà đã là 12 giờ. Giờ đó mà ăn thì dễ béo nên chúng tôi không ăn, hoặc nếu có ăn thì ăn ngũ cốc với sữa cho đỡ đói. Tầm 6-7 giờ tối chúng tôi đang làm việc nên đã ăn tối ở ngoài rồi. Về nhà không nấu gì hết. Bếp nhà tôi nho nhỏ thôi, không có nhiều đồ, nhưng mai mốt có con chắc chúng tôi sẽ nấu. Ai cưới cũng phải có kế hoạch có con, nhưng chúng tôi vẫn ham chơi nên chưa biết khi nào. Tuy nhiên nếu trời cho, chúng tôi sẽ sinh. Trở thành là người nghiêm khắc, cái gì liên quan tới nghề rất cầu toàn chỉnh chu. Còn tôi mới, lạ, cái duyên riêng, chứ không chỉnh chu nhanh ấy. Người ta mời tôi làm MC cũng vì cái đó, chỉ nếu bắt tôi dẫn chỉnh chu, chắc tôi không làm được. Người ta thừa biết chuyện ở đó nên mời tôi, cũng có để thêm vị lạ cho chương trình của họ, chứ không hướng đến MC chuyên nghiệp. Bởi vậy tôi hay dẫn hai người, lúc vì anh Đại Nghĩa, lúc anh Trường Giang. Dẫn chung với Trấn Thành thực sự áp lực vì tôi phải đổi câu mới, không được dùng đi dùng lại một câu. Tôi nghĩ nếu Trấn Thành dẫn chung với người khác không khó tính tới mức đó, nhưng vì làm với vợ yêu cầu cao hơn để tôi tốt hơn. Bởi vậy tôi nhiều khi rất mệt. Anh Thành rất thông minh, còn tôi không thể làm ngay mọi thứ được, nghe một câu nhiều lần mới hiểu. Những lúc như vậy tôi bảo Trấn Thành rằng anh thông minh, nhưng đừng bắt người khác phải thông minh như anh. Nhưng cũng nhờ áp lực đó tôi tiến bộ dần. Tuy nhiên tôi phải cân nhắc rất nhiều chuyện dẫn chung với Trấn Thành. Chương trình nào mê quá tôi mới làm, còn không muốn hai vợ chồng tách ra để về nhà có chuyện kể cho nhau nghe. Tôi cố gắng vượt lên bản thân mình chứ không để trở thành số 1 Việt Nam. Từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện đó. Tuy nhiên Trấn Thành luôn nghĩ chuyện đó. Tôi cũng luôn nhắc Trấn Thành phải là số 1, là sao hạng A, siêu sao thì mới được. Trấn Thành có năng lực thì phải có được. Bản thân tôi không được như người ta, cũng dễ dãi hơn nên chẳng mơ cao xa gì. Với những người cầu toàn, chỉnh chu, nghiêm khắc từng phút từng giây như Trấn Thành, lên được vị trí đó là xứng đáng, chứ bản thân tôi không được thế nên không mong đợi gì. Tôi rất thỏa mãn vị trí có được. Người ngoài có thể thấy sản phẩm của tôi không thành công như mong đợi, nhưng riêng tôi thấy thế là được. Có lẽ tôi hơi khác với mọi người ở điểm đó. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả ở những bản tin tiếp theo.